shuffling. Tí nữa thịt nó ấy. Thế là tí thịt nó nào đấy. Thịt nào ấy, thịt chim mèo. Để bọn tao cắt tiết xong rồi. Đâu để tao mới. Lật đi. Lấy cái này. Cắt tiết cả nhìn ghê đấy. Mày có thể cắt tiết một kìa không? Mày không có con này là thầy lúc sáng rồi, ăn mãi xong rồi lại đây ngủ tiếp. Không, con này là thầy lúc sáng rồi, ăn mãi xong rồi lại đây ngủ tiếp. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Tính nó chẳng nha. Cắt tới đấy rồi nó mất cả sống. Dậy được không? Dậy được. Cắt tới đấy rồi, cắt tới đấy rồi. Dậy được không? Cắt tới đấy rồi. Cắt tới đấy rồi. Cắt tới đấy. Cứ đừng có tập trọng tôi cho tao là tí sợ ấy em cắt lại cho nó chết đi. Lấy cầm đi. Mày đừng ngồi cái đấy anh ơi. Tí toàn lông đấy kìa. Đứt cổ đi thẻ. Chưa ra đúng không? Vẫn còn sướng thì cho mấy bật nước. Chết đầu không có ai ăn nữa thầy. Có. À hôm nay ngân không đi. Nhà ngân luôn. Thế tối về lên chứ. Chắc tối không lên được tạm bạn bè. Hay là em cho. Ôi. Kia cắt tên cả rồi. Con đi. Có thể vẹt cắt thử một số. Mấy cái đợt nó chết đi. Không, cắt lại chứ. Hiếu. Cắt lại đi. Hiếu. Lấy ra cắt lại cho nhanh đi cho nó làm. Hay là em chặt tầm một phát đầu. Anh ơi em ơi. Cắt gà nó vẫn đứng cái kiểu là đang sống ấy. Tìm cái này. Thanh niên. Đây thầy, cái đứt cổ gà và cái động mạch cái phần nguyên nên sao nó chết ở bên này? Cái động mạch đây. Đâu, đây đây. Đấy, lão mẹ ơi. Bạn hành cắt ra, phải đặt cấp tí. Đây được, đây nó chết. Ăn chiêu chỉ. Ôi, cái gì cái này? Cầm cánh thì nó chạy bật hết em ơi, cầm cánh xước ra nhé. Mày còn ngứa là mày cổ chết đi. Thôi con gà này lại nhờ. Thầy ơi mày cắt thầy hay quá. Mày đặt tiền này, thầy để cắt tao biết. Cắt tiền động mạch cho mày đứt thì nó chết được. Tay mày, ấn nhẹ thôi. Này, cái cục nhẹ. Sao con ra thì để cho nó nước nhá. Em mày cổ ạ. Tôi bẻ cổ nhẹ. Thằng thắng này nhổ cái đấy, nó không đi, nó không thắng ạ. Không bằng thắng. Đó, lắm thầy ạ. Thường của nó. Con vịt con gà này nhổ cái đấy. Nhổ cái này quá. Bất sống. Ôi trời ơi. Ai Đổ nước đi xong rồi. Xong nó mới sống à? Đổ một tí nữa. Tôi nhìn tối hẳn nhẹ tiên. Tối rồi. Rồi bây giờ đi. Nhìn lông vào chế độ. Pháp à? Em nhặt với lông đầu thì bóng. Ra đi ngủ ngược hết thì nó không có lông. Không có lông. Cho mấy chú ấy cho cái xô vào nước đi. Lấy cái xô vào cái chỗ. Tiền tao. Cho nó vào rồi. Nhổ cái lông để con chân nó gà tốt hết rồi bỏ đi chứ. Mấy lông lại lên đây đấy cho nó nhổ ngược không? Ui trời ơi. Ăn một hết rồi. Có mẹ không? Chắc thầy chưa ăn bao giờ.
mấy người quanh mình mũi rồi. Mày nghe dán tôi. Tao thả nó bay vào, tao thả nó. Mày người, mày mày đâu ra kìa. Đi trong đá. Tao chỉ ăn sao. Cho một chút nước đây, mày này, cho tao cùng nhau. Thả nó đi, thả nó. Trong kết thúc tối nay tao lười nghe một con gái. Còn đấy nhỉ? Tao còn ra hà hà đó. Có cái gì? Ôi, cái này không đang quay mà làm tốt ngọt sạch và vừa thôi, ngọt sạch quá đâu khách. Đây là hot boy của lớp 11A1 nha. Ờ gì? Hello, đây là lớp mình nha. Hôm nay đi nhà thầy liên hoan. Nói chung là rất là vui vui, cũng bình thường. Đây là anh Hiếu nha. Đây anh Trinh này. Anh Trinh vừa mua được mấy cái đồng hồ đặc dây chuyền này, dây chuyền bạc đấy. Đây là 5 triệu nha anh em nha. Được mấy dây chuyền bạc đấy, nổi tiếng nhất trong đặc rồi. Trinh này. Anh Trinh vừa mua được mấy cái đồng hồ đặc dây chuyền này, dây chuyền bạc đấy. Đây là 5 triệu nha anh em nha. Được mấy anh dưới chuyện vàng, dưới chuyện vàng nổi tiếng như dòng mô nó tặng cho rồi. Ê mày không phải ngại tiếng mày. Mày nhìn cái hai bên ấy. Mày thoát xuống bên đây. Tao với thằng xuôi này. Mẹ nhớ con trai ấy. À, những đứa chân dài nhất mẹ một à. Mấy lần. Mày chết rồi. Mày lười nhất rồi. Ơ. Thắm này. Thanh ơi. Thanh đen. Bây giờ bé Bình này con cái gì nhỉ? Cái con kia tên là gì? Con sờ múi à? Con sờ múi. Tiến ơi, hả? Con ngủ sao không? Hả? Con ngủ sao không? Ít lần rồi. Tao đăng ký rồi nha. Tao đăng ký lâu rồi. Để anh gửi ảnh tao nhé. Phát biểu cảm nghĩ khi đến nhà thầy liên hoan. Phát biểu cảm nghĩ. Im. Phát biểu cảm nghĩ à? Phát biểu cảm nghĩ khi bạn đến nhà thầy. Vui. Hả? Cảm lời. Cảm lời. Đến bạn. Vui, hạnh phúc. Thế còn bạn? Thật tắt. Con bạn đang selfie. Bỏ cho ta ra. Thế con bạn? Cái đéo gì thế? Cũng một giờ em à. Phát biểu cảm nghĩ. Cảm nghĩ gì? Nào xúc động không hay là muốn không? Muốn không. Nào xúc động không hay là muốn không? Muốn không. Cảm xúc. Quay nào. Khi nào cảm ơn cái này là xúc động. Hello, đây là thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúc mừng anh. Chúc mừng anh không? Một ghi chứ một trăm mười. Thắng này. Bắt một cái để tài cả. Đó con giải cao. Chúc mừng anh em. Năm mươi. Báo cái gì? Báo cái gì? Năm mươi rồi. Sao được không cả? Anh nói chiến thắng. Anh về chặt cái đầu mẹ. Chào tất cả anh nhá. Nói chung là bạn này ấy làm rẻ cũng được ấy. Phải vừa ra. Thích cứ bay vô đây. Tiến ơi. Cho xin nhá. Tiến TV thôi không phải xin đâu. Cứt người yêu của bạn đó. À, người yêu của tao gắn muốn sinh thôi. Thấy ai nhìn tao gắn thôi. Nhìn vào gắn thế nào? Rồi, mai, đi tao gắn. Ê! Đi tao gắn. Chỗ nào đây chứ gì? Gắn ly liền. Cảm ơn. Gắn sao được? Nè, thắng. Gắn ra. Mỗi người xem. Hello. Hello.
giờ này bố mẹ là đến tháng sau chưa rồi. Bao nhiêu người? Có 5 người xem. 5 người bên kia. Thank you.